Ủa đang bị gì? Căng đầu à, căng đầu bạn này được rồi, đây này. Mình á, mình tập như này, mình cứ gõ lại cái đầu rồi đi. Nhiều khi ngồi đứng xỉu là bây giờ cứ gõ đầu nhẹ. Thì nghĩ là cái gì? Gõ. Gõ thì người ta có không bớt cái đổi. Chỉ có hai đầu thôi, làm gì đâu sợ. Bây giờ hỏi gõ thấy đầu làm thấy dễ chịu, đúng không? Ví dụ thấy căng cái đầu thì đúng, bình thường mình nghĩ cái này gõ thử đại đi nha. Khi nào có thấy không đỡ thì quay đầu này mình chơi một vòng thôi. Căng đầu chỗ nào nhiều nhất chỉ là nha, đây thì làm đây nha, tâm tâm đau đâu làm đó, cứ nhớ cái câu đó. Kiếm chơi đau là thay người ta không biết, ta đau ta né, né qua bên mình lại chơi. Mà gõ quá lâu nha, mười mấy búa, hai chục búa thôi. Rồi, nghe này không? Nghe không? Biết sao gõ không lâu không? Mỏi tay. Tại vì biết luôn á, tiền tình đó. Tại vì thầy gõ rồi thì nó cần thấy mỏi tay thì thường. Mời thầy phát hiện nha, kỳ lắm nha. Bị thầy học cái bài tự nhiên, lão tử cái gì thì tự nhiên. Thì quá là khi mà bắt đầu mỏi tay đó, thì mình đủ tháng nữa. Tại vì mà mình kiểm tra thì cũng vừa đủ có kết quả thì bác mới chỉ gõ nhiều. Còn các bạn ráng ráng gõ lên, gõ lên, gõ cái tay bỏ qua để đầu à, mà người ta cũng dư, tại vì gõ qua cái là được rồi. Em thấy nhẹ không? Nhẹ thì gõ nữa, bây giờ nhẹ thôi, thôi mấy chục trăm nó mừng trăm gõ nữa nha. À bây giờ vậy em thử gõ đi, mình gõ đây. Giờ lúc đó vậy. Mình biết cho là đã mình gõ hay lắm, tại vì mình biết hơn. Không, thì nó bệnh nó đau. Gõ mà em thấy mỏi tay làm gì bây giờ? Đó là thấy nó người với lại gõ đầu thấy nóng người nóng đầu đổ mồ hôi đó thì gõ nó đi, muốn đổ mồ hôi hồi nãy có lạnh ở trong á, có nhiều thêm đổ mồ hôi nè nè vui lắm cái này, bạn thấy chứ mình vui lắm, nó thấy không? Nhưng mà theo dõi kỹ rồi nha, tức là lúc mà nó không được là nhìn nghe được hả? Nhẹ hả? Thấy ấm người hả? Em thấy không? Cái này nó hay, cái này lý giải cho lý giải, lý giải nè. Nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe. Bởi vì là mấy cha nói thầy đứa nhỏ phải, nói thầy trẻ con. Cái cây này á, thì thầy nói nó là bát đúng không? Cái quả của hô ấm người đó, các bạn mới định cái đinh ninh rằng tức là âm sẽ biến thành dương, dương sẽ biến thành âm. Học cái diện chẩn này là phải học cái lý đó mới được, chứ không phải âm là âm, dương là dương, lúc nào cũng như thế cả. Là không hiểu, ta không hiểu diện chẩn. Tại vì âm dương thay đổi tùy theo thay đổi của không gian và thời gian, thế tùy theo thay đổi của những cái chuyện đó, tùy theo cái chuyện. Bình thường mà nói thì cái này sẽ làm ví dụ tình nóng sốt gỡ ra, nhưng cô này là cô lạnh bên trong á, thì khi giải quyết thì cô gỡ cục này ra thì tự nhiên cô mới ấm lại, trở thành bình thường chứ. Ấm lại tức là trở thành bình thường, cái còn nãy cô lạnh trong nó là không phải bình thường, là cô bệnh. Bây giờ gỡ cái này nó lấy ra là nó cân bằng nó lại là cô bình thường, là cô ấm, đúng không? Đó, cho nên đừng có nói à thấy cái này hữu sao thầy nói cái này nó mát quá rồi đi cãi thầy. Đó, theo cũng như thế là bây giờ phải giải cái lý nó ra, đúng không?